Xin chào tất cả mọi người. Em quay cho mọi người cây khế bonsai các loại nhá. Khế bonsai. Khế bonsai các loại bây giờ mới có một bác vào xem. Xin chào các bác xem live trên Bigo. Bây giờ em quay cho mọi người cây khế bonsai nhá. Khế bonsai xem. Xoay mẩy để phân chỉnh cho mọi người. Quay khế bonsai nhá. Em đang ở vườn khế đây. Em quay cho mọi người cây khế bonsai Nguyễn Yukido. Ban ngày thì like bán cây, tối like tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình nhá. Tối em like. Cây khế bonsai kìa, mọi người đã nhìn thấy là cái hàng thằng khế như em thì đang bọc, đang lấy bao tải bọc thân lại như thế kia. Thì mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao bọc thân? Bởi vì mùa hè này thời tiết nó rất là nắng nóng. Thời tiết mùa hè nó rất là nắng nóng nhá, nên là cây khế này, thằng khế này, riêng thằng khế là để làm khế phải có kỹ thuật làm. Thằng khế bonsai là bọn em phải bọc thân hết lại như này. Thì em mới like Bigo à, đúng rồi anh Kari nhá, em mới like Bigo, em mới like Bigo một thời gian được ngày đến ngày hôm nay chắc là ngày thứ 5. Đến ngày hôm nay chắc là ngày thứ 5. Mọi người nhìn thấy cây khế kìa thì mọi người sẽ thấy là vườn họ đang bọc bao tải lại, đang bọc bao tải quanh gốc lại. Là để làm gì? Để tránh là trời nắng, cái nắng nó chiếu vào thân nó làm mà gây nên cái hiện tượng là nó nóng thân ấy, nó rất dễ làm cho cây bị chết. Tránh hiện tượng mất nước nha mọi người nhá. Khi nắng nó chiếu vào, nó sẽ chiếu vào cái bao tải là nó sẽ làm hạn chế khả năng mất nước của cây. Thì cái bọn này là bọn khế bonsai dành cho các bác nào thích hàng bonsai thì em quay cho mọi người xem. Cây nhà em thì trồng 100% là trồng lổi trên mặt chậu như thế này. Trồng lổi rễ trên mặt chậu như thế này, đây mọi người nhìn này. Rễ nó rất là khù khòm luôn. Rễ tầm này quay cho mọi người thì nó hơi khó nhìn nhỉ, hơi khó nhìn bởi vì ở đây là 100% đã bọc lại rồi. Đã bọc lại rồi thì nói chung là cây cái hàng chậu trắng này thì cái dáng cây nó sẽ như nhau, nó gần như là như nhau như này. Cây nào nó cũng sẽ trồng nổi trên mặt chậu như này nhá. Đấy, nổi trên mặt chậu như này, phần tán phía trên này bọn em đã để như này. Cái thằng này là hàng khế bonsai. Khế bonsai thì có cả khế ngọt, có cả khế chua nhá các bạn nhá. Có cả khế ngọt, có cả khế chua. Và thời gian mình bắt quả để mình làm thế nào để mình bắt quả. Bây giờ cho vào chậu, cái hàng này mới cho vào chậu được khoảng hơn một tháng. Mình cho vào chậu mình trồng ổn định như thế này, xong là đến bắt đầu từ tháng 7 âm lịch ấy ạ. Bắt đầu đến tháng 7 âm lịch và tháng 9 âm lịch thì mình sẽ tiến hành là bắt quả cho cây. Và làm thế nào để cho cây khế nó sai quả. Đặt vào có kỹ thuật đấy nhá các bác nhá. Trồng cây khế là bình thường ấy thì là mọi người để nó vẫn là sai quả bình thường. Cây khế là cây mình các cụ mình trồng từ ngày xưa rồi. Từ ngày xưa rồi các bác biết là không cần phải can thiệp bất kỳ kỹ thuật gì, bản thân nó là dòng sai quả, cực kỳ sai quả. Nhưng nếu mình không can thiệp thì quả nó sẽ mọc lung tung. Ví dụ mình không can thiệp ý thì là nó thích đến khi nào nó ra quả thì nó ra quả. Còn mình để mình can thiệp mà mình nhà vườn bọn em thường là can thiệp để ra quả được chuẩn Tết nhá. Ra quả được chuẩn Tết là bọn em phải can thiệp. Còn nếu mà không can thiệp thì mọi người nó sẽ ra quả, ví dụ nó thích ra quả vào tháng này thì nó ra, nó thích tháng 7 thì nó ra quả, mà nó thích ra quả tháng 8 thì nó ra quả, mà nó thích ra quả cuối năm thì nó ra quả, hoặc nó thích ra quả đầu năm thì nó ra quả. Đấy là cây khế tự nhiên nó thích ra quả khi nào thì nó sẽ ra như thế. Còn bọn em là nhà vườn thì bọn em sẽ phải là có kỹ thuật bắt quả để ra quả vào dịp Tết, vì đa số là cái hàng bonsai này vào dịp Tết là khách người ta mua sẽ rất là nhiều. Cái thằng bonsai Tết người ta mua rất là nhiều, đặc biệt là cây khế là Tết người ta mua rất là nhiều. Bởi vì cây khế theo phong thủy tượng trưng sự sung túc đủ đầy và may mắn đấy, thịnh vượng. Bởi vì quả nó sai, mọi người cứ tưởng tượng là quả đến cuối năm nhá, mình bắt vào quả từ dịp cuối năm ấy, đến những ngày giáp Tết mình trưng một cây khế trong nhà thì là quả nó sai lúc liễu đến cuối năm, cái thằng khế cực kỳ bán chạy luôn. Bởi vì nó tượng trưng sự sung túc đủ đầy, lo đủ ấy. Thế nên là vào cuối năm người ta về nhà mới là nhiều này. Về cuối năm người ta cũng sẽ về nhà mới nhiều, là ta thường mua một cây khế để trưng trước cửa nhà. Cái bọn này là bọn hàng này là chuẩn bị cho cuối năm, chứ cũng là chưa phải bán bây giờ đâu. Nhưng mà em cứ quay lên cho mọi người để bác nào ưng, có nhiều bác ấy thích, bác ấy về tự tay bác ấy chăm. Nhiều bác là bác ấy muốn mua về tự tay bác ấy chăm là bác ấy mua từ bây giờ luôn đấy, chứ các bác ấy không để đến tận cuối năm đâu. Nên là em vẫn cứ quay cho những bác nào có nhu cầu mua từ bây giờ.
Còn nếu còn bác nào mà chưa có nhu cầu mua bây giờ thì các bác cứ lưu số em lại, và đến cuối năm các bác mua, các bác bảo các bác gửi tin nhắn cho em này, em gửi ảnh báo giá cho các bác ạ. Đây là cây khế nhá, khế này, hàng chậu trắng này thì nhà em có cả khế chua và cả khế ngọt. Cả khế chua và khế ngọt đấy các bác nhá. Bác nào thích chua thì chua, mà các bác nào thích ngọt thì ngọt. Đây cái bọn chậu trắng này, hàng này thì em đang bán với giá là 1.5 triệu một cây. 1.5 triệu một cây nhá mọi người nhá. Khế ngọt và khế chua bonsai. Cả cái thằng chậu trắng và cái chậu đen này thì bán giá này như nhau. Giá này của nó thì như nhau rồi. Đây là bọc hết cả lại như này. Thành ra khi quay lên rất là khó nhìn dáng. Đây phải đi phải vén lên như này thì quay được dáng của nó. Cây nào cũng là cây bệ thế này, rất là đẹp. Bọn em bắt đầu bọn em phải trồng cái này vào một cái bịch vải nhá, trồng một cái vào cái bịch trắng ấy, bịch ly lông, bịch đen ni lông đấy. Vào một cái bịch ly lông xong chôn dưới đất. Chôn dưới đất được khoảng mấy năm xong bắt đầu làm, nó mất nhiều thời gian lắm. Hàng làm hàng bonsai nó không phải như hàng cây công trình đâu. Hàng cây công trình là các bác cứ thả xuống đây đất, các bác thả dài thôi, mà chỉ tưới nước, đến ngày ra tưới nước thôi. Còn cái hàng bonsai là mình uốn từ lúc bé nhá. Mình uốn từ lúc bé và mình phải có kỹ thuật làm ấy. Đây là trồng ra một cái bịch ly lông này, mọi người nhìn cái ly lông nó vẫn còn này. Trồng ra một cái bịch ly lông xong là khi mà nó ổn định rồi bắt đầu lại hạ thổ nó xuống dưới đất. Hạ thổ nó xuống dưới đất là làm sao cho nó vẫn phải lổi được cái phần rễ này lên này. Không hạ thổ cả cây mà hạ thổ lửa bầu thôi. Đấy, sau khi hạ thổ dưới đất nuôi nó to được những cái rễ to như này rồi, bắt đầu mình lại đánh nó lên. Mình đánh nó lên, mình vào chậu như này. Nuôi 3-4 năm ở dưới đất xong là bắt đầu lại đánh lên cho vào chậu như này, dưỡng cho nó thành thuần, thành ổn định như mọi người nhá, thì mới được một cây đẹp như này. Làm hàng bonsai cực kỳ kỳ công, thế nên là giá hàng bonsai so với cái hàng cây công trình ấy, cùng là cây khế như nhau nhưng hàng bonsai chỉ được cây nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà nếu mà là hàng công trình nhá, nếu mà nó mà là hàng hàng cây công trình các bạn hạ thổ từ dưới đất thì nó nhanh to lắm, nó to lắm. Đấy là hàng cây công trình, đặc tính của hàng công trình với hàng bonsai nó khác nhau. Thằng này em đang bán với giá là 1.5 triệu một cây. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thằng này từ bây giờ thì các bác nhắn tin vào Zalo, số điện thoại của em là 0911 451 210 thôi em. Không biết cái gì nó vừa gửi cảnh báo gì đâu, không biết. Có hoa hồng thân gỗ không chị? Có mà, nhà mình cái gì mình chẳng có. Mình hoa hồng, mình chùm hoa hồng luôn. Mình bán hoa hồng từ năm 2016, nó đã bắt đầu được. Cái dòng cây cảnh đầu tiên nhà mình làm nó là dòng cây hoa hồng. Và cái dòng đầu tiên làm nữa cũng là hoa hồng thân gỗ. Ngày trước mình là người đầu tiên nhập 1.000 cây hoa hồng thân gỗ cổ tàu từ bên Trung Quốc về Việt Nam để bán tại thị trường Việt Nam. Từ năm 2016 đã bắt đầu đi vào thị trường hoa cây cảnh và bắt đầu làm mạnh nhất là làm hoa hồng. Sau đó bắt đầu mới làm sang những mặt hàng khác. Cái thằng hoa hồng thì nhà em làm mạnh nhất luôn. Mấy năm nay là hoa hồng nó bão hòa nhiều rồi nên bắt đầu là nhà em chuyển hướng sang những cả dòng cây khác. Cái ngày trước, 4 năm trước, 5 năm trước là chủ yếu tập trung làm hoa hồng luôn nhé. Nát nó ra vườn hồng quay hoa hồng cho mọi người ạ. Nát em ra vườn hồng em quay hoa hồng cho mọi người. Đến hôm nay chắc nó nở hoa đẹp lắm rồi. Khế bonsai nhá. Khế bonsai. Nói chung là quay tượng trưng như này. Bởi vì hàng này bây giờ bọn em đang bọc rễ này rồi thì có thể các bác nhìn sẽ rất là khó nhìn ra rễ, nhìn ra cái đẹp của nó. Tôi đã gửi món quà chuyên biệt Row X1. Cảm ơn bạn. Cái gian mà like trên Bigo rất là hay. Like trên Bigo thì nói thật là nó chưa ra đơn. Em chưa bán được một đơn hàng nào cho các bác ở trên Bigo cả. Bán 5 ngày hôm nay rồi. Phát live stream 5 ngày hôm nay trên Bigo rồi thì nhưng mà chưa ra được một đơn nào trên Bigo cả. Chủ yếu đơn hàng của bọn em vẫn là đơn hàng ở trên Facebook. Em bán hàng live stream trên Facebook được cũng được từ năm 2016 cho đến nay là cũng phải được hơn 5-6 năm rồi đấy. Đấy, đang có khách, đang phát live, còn lại có người gọi điện chờ lát. Ai quan tâm cái dòng khế bonsai này thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210 thôi em ạ. 0911 451 210 ạ. Cây rất là đẹp này. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Khế bonsai nhá, nhà em có khế bonsai, có sung bonsai. Lát nữa trong ngày hôm nay cũng sẽ quay sung bonsai cho mọi người ạ. Sung khế bonsai nhá. Rất là nhiều và đẹp. Có cây to này. Có cả cây sung to với khế to luôn. Ôi dồi, dịp cuối năm bán dã man khế là bán luôn. Cái bọn này thì mới lên chậu này. Đây là mọi người sẽ thấy nhá. Cái bọn này mọi người sẽ thấy này, tại sao lại có đất như thế này. Cái đất như này là bọn em trồng cây ở dưới đất ý.
là có bộ rễ của cây ấy. Đây là cả cái bộ rễ này của cây này mà em để cái này, tại sao nó không trồng chìm nó xuống mà trồng nổi cả cái bầu rễ, mình đánh rễ đánh cây từ dưới đất lên, tại sao mình không trồng chìm hết cái này xuống mà mình lại trồng nổi nó lên như này. Mục đích trồng nổi như này nha, em sẽ phân tích cho mọi người xem nhá. Các cây đều trồng nổi rễ lên như này, nổi cái mặt đất lên như này. Xong là khi mà cái hàng này bọn em mới vào chậu được một thời gian thôi, khi mà vào chậu ổn định từ bây giờ đến tầm tháng 7, tháng 8, tháng 7 nó bắt đầu em tiến hành bắt quả nhá. Thì cái này là sau khi trồng ổn định như thế này, nó khỏe rồi, ổn định rồi, bắt đầu lấy cái vòi gamma ấy, lấy cái vòi nước ấy, mình xịt rửa hết cả đất này đi. Khi mình trồng ổn định rồi, mình lấy cái vòi nước mình xịt rửa hết cái đất này đi. Mình xịt hết cả cái đất này đi thì là cái đất này nó trôi đi, thì sẽ được một cái rễ nó nổi từ đây, nó xuyên đằng đáy chậu. Nó nổi ra nó sẽ hiện lên cái bộ rễ của nó ở phía trong nhá, thì sẽ lên làm lên một cái cây nó cây khế bonsai nổi rễ lên cực kỳ quái. Đấy là sẽ là làm nên thành một cây đẹp đấy, tác phẩm đẹp nó ở là nó đang nằm trong hết đây này, nó đang nằm trong hết cái phần đất này. Bây giờ mình vẫn chưa biết nó đẹp hay xấu như nào luôn. Đến tận bây giờ mình làm mà mình vẫn chưa biết nó đẹp xấu như nào luôn, thì dự kiến là nó sẽ rất là đẹp. Cái phần đất này mình để nguyên này, xong là sau khi mình trồng ổn định ở cái chậu này nhá, khi sau khoảng mấy tháng nữa đến tháng 7 nó bắt đầu với em mới tiến hành rửa rễ. Đến tháng 7 bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9 là thời gian giai đoạn bọn em tiến hành bắt quả và rửa rễ cho cây nhá. Sẽ lấy cái vòi gamma là xịt hết cái đất này đi. Xịt sạch hết cái đất này đi nhá. Xịt sạch rồi thì là bắt đầu nó sẽ nổi lên cái bộ rễ từ bắt đầu từ rễ từ đây. Từ phần thân cây này, đây là những cái rễ chính này. Đấy, xong là cái rễ xuyên từ đây xuống dưới đây này, đây là ở đây là vẫn còn cái rễ này. Xuyên từ đây xuống đây. Khi mình lấy vòi mình nước mình xịt sạch hết cái này đi thì nó sẽ nổi được những cái rễ này lên. Thì sẽ tạo lên một cây khế bonsai cực kỳ nghệ thuật, nổi hết cả bộ rễ lên nhá. Đấy chính là cái làm nên nghệ thuật đấy ạ. Hàng bonsai là làm kỳ công lắm, phải biết làm mới làm được cây bonsai đấy. Bonsai bọn em trồng từ bịch nhỏ sang chuyển sang bịch to, lại từ bịch to lại chuyển sang bịch to nữa, làm nó mất nhiều thời gian lắm. Một cái khế bonsai này đang bán với giá là tầm 3.5 triệu. Nhưng mà nếu mà cùng là 3.5 triệu mà các bác bỏ tiền ra để mua cái hàng gì nhỉ, cái hàng cây công trình ấy, hàng khế công trình ấy, thì sẽ được cây rất là to luôn. Ủa em xin lỗi mà con điện thoại phải tắt ra đi vậy. Chờ em đã. Alo. Vâng ạ. Vâng. À, của chị còn 12 triệu 700, hôm trước chị chuyển 300 mà còn 12 triệu 700 ạ. Vâng. Chị nhá. Vâng. Ông này có mấy cây đỉnh nghe có vẻ trùng máu. Em xin lỗi mọi người một tí nhá, em vừa có điện thoại của chị khách. Ngày hôm nay em bán một đơn hàng cho một chị ở đâu nhỉ? Ở chị là hiệu trưởng của trường trung học hay sao? Trường trung học hay trường tiểu học ấy. Ở Quốc Oai chị mua 10 cây hoa giấy của nhà em, 10 cây hoa giấy cái loại này này, 10 cây hoa giấy. Cái loại này, loại 1 triệu rưỡi này, chị lấy 10 cây về trưng bày ở trường học, bởi vì trường chị sắp có hội diễn là các trường khác sang tham quan trường ấy chị đấy. Thế là mua về để trưng bày. Đấy. Cái đẹp để nằm trong con mắt kẻ si tình, cái hàng bonsai này để dành cho những bác mà người ta thích. Đây chỉ là hàng gọi là thô sơ thôi nha các bác nhá. Cái hàng này là chỉ là hàng thô sơ thôi. Tại sao em nói là hàng thô sơ? Bởi vì hàng này bọn em vừa đánh từ dưới đất lên, bọn em vẫn chưa làm lại tán đâu. Cái bọn này mấy nữa là có thời gian rảnh rảnh, khi cây nó ổn định rồi bắt đầu mới cho thợ tiến hành thuê thợ về nhá. Bọn em phải thuê thợ làm chứ bọn em không làm được. Đây này, cây này là hàng bonsai nhưng mà đây chỉ là mới là thô sơ nhá mọi người nhá. Mấy hôm nữa phải thuê thợ về, bắt đầu là uốn. Đây này, nó có các cái cành, tay cành này, bắt đầu mình phải lấy dây thép. Mình lấy dây thép mình quấn từ cái phần này sang, mình đưa đi các cành để tạo thêm những cái cành bay lên bay xuống, tạo lên những cái cành nó bay bổng nhá. Đây là em chỉ quay cái bài line này chủ yếu nó quay giới thiệu thôi chứ không phải mục đích bán hàng của cái bài line này. À, sau khi cây khế nó bọn em trồng ổn định này, trồng ổn định một thời gian nó mấy hôm nữa là bắt đầu cho thợ nhá. Mấy hôm nữa rảnh là bắt đầu cho thợ quấn dây thép từ đây. Quấn dây thép từ đây vặn đến đây và bắt đầu đi uốn tay cành, có những cành nó sẽ uốn mậu cho nó na xuống dưới, và cái có những cành là mình cho nó bay lên trên, tại sao cho nó đẹp mà được. Sao cho nó đẹp mà được nhá. Khế bonsai đấy, đây là hàng thô sơ nhá, hàng thô sơ các bác nhìn vẫn chưa thấy nó đẹp mắt. Nhưng khi mà bọn em uốn, bọn em làm vào rồi thì nhìn nó xuất sắc luôn. Mấy hôm nữa là bắt đầu là cho uốn tay cành. Cái hàng này đến cuối năm mới bán cơ. Đấy, sẽ lồng dây thép vào từng cái cành một và uốn lên uốn xuống, sẽ tạo lên cành bay cành bổng. Đấy, tạo lên cành bay cành bổng. Và thợ thuê, bọn em thuê thợ uốn là đều nó thợ lành nghề thôi. Đây này,
Này phân tích tiếp cái phần đất vừa nãy. Em ơi quay sát vào gốc đây. Ui sát vào gốc đây. Cây này cực kỳ xuất sắc luôn. Cây này là cây gần như xuất sắc nhất vườn này này. Cây này đẹp này. Đây. Rất là đẹp luôn nha mọi người này. Đây là bệ rễ của nó. Đây là phần rễ nổi này. Để một trồng một cây bonsai thì bọn em mất rất nhiều thời gian luôn. Phải trồng cây vào cái bịch nhỏ. Trồng cây vào một cái bịch đen nhỏ nhá. Cái phần này là phần rễ của nó từ cái bịch đen nhỏ. Xong sau khi trồng bịch đen nhỏ lại chuyển sang bịch đen to, lại chuyển sang cái chậu khác. Xong từ chậu to đấy lại chuyển sang cái chậu này. Nó phải qua 4 năm. Nó phải qua rất là nhiều 4 năm công đoạn thì bây giờ mới thành một cây khế to này nhá. Vậy tại sao lại trồng nổi hết lên như này mà không trồng chìm hết nó xuống? Này cũng là có cái lý do của nó. Như vừa rồi em có trình bày đấy. Là mình trồng nổi hết cái phần đất này lên, xong là đến tháng 7 nhá, tháng 7 đến tháng 9 là bọn em sẽ tiến hành, tháng 7 tiến hành rửa rễ và tháng 9 nó bắt đầu tiến hành bắt quả cho cây này. Tháng 9 bọn em tiến hành bắt quả cho cây thì cây nó sẽ đến tháng 10 tháng 11 nó sẽ ra hoa và đến tháng 12 là sẽ hoa ra hoa chuẩn Tết luôn. Hoa và quả đến tháng 12 là quả to luôn, quả chuẩn Tết luôn nhá. Đây này, đây là phần đất của nó này. Đến tháng 7 này này bọn em trồng ổn định, bắt đầu đến tháng 7 là tiến hành rửa rễ, là lấy cái vòi gamma sẽ rửa xịt rạch sạch. Xịt sạch hết cái phần đất ở trên bề mặt này đi. Đất ở trên bề mặt này bọn em sẽ xịt sạch nó đi. Xịt sạch nó đi thì sẽ tạo lên cái bộ rễ của cây này, sẽ tạo lên một cái thế cây là khù khoằm, xong rễ của nó sẽ nổi hết ở trên. Rễ của nó sẽ nổi đây này, ví dụ như cái thân rễ này nó sẽ nổi hết lên trên như này. Khi mình xịt sạch đi thì sẽ nhìn hết thì hết cái phần rễ, từ rễ to đến rễ nhỏ là nó sẽ nổi hết trên mặt này. Đã tạo lên được một cây khế bonsai dáng rất là đẹp luôn. Dáng rất là đẹp luôn nhá. Sau này sẽ rửa rễ. Còn cái bọn này thì mấy hôm nữa bắt đầu tiến hành là uốn lá rồi, uốn tay cành bay bổng rồi. Thằng bonsai nào rất là cầu kỳ nữa, nó không phải đơn giản đâu. Đấy, đây là giới thiệu mọi người một cái chút kỹ thuật để làm cái hàng bonsai đấy. Đấy là giới thiệu cho mọi người chút kỹ thuật làm hàng bonsai nhá. Đây, cây rễ này, rất là đẹp luôn. Bác nào mà muốn mua cây từ bây giờ để về thử sức cái tay nghề của mình tự chăm, mình tự bắt quả thì cũng inbox Zalo cho em, số điện thoại là 0911451210. Đấy là dành cho những bác thích bây giờ, còn bác không thích bây giờ thì đến cuối năm mình mua thôi, có gì đâu. Hàng này em quay giới thiệu thôi. Quay giới thiệu cho mọi người biết là nhà em có cái sản phẩm đấy thôi ạ. Các bác xem nay tích cực thả tim thả la cho em mọi người ơi. Đây ạ. Dễ là khù khoằm chưa? Đấy. Mỗi cây là một thế một dáng. Em quay nhanh nhá, em quay nhanh cây khế này nha. Chuyển sang quay cây khác, quay cây khế xong chuyển sang quay hoa giấy. Đấy. Thôi, quay sơ sơ này thôi nhỉ. Rất nhiều dáng. Cái dáng này của cây này cũng đẹp này, cây này dáng cũng đẹp này. Con này dáng nong này. Đây là dáng nong này. Đấy. Dáng rất uốn éo luôn. Các bác xem like, thả tim, thả like đi cho em đi mọi người ơi. Mỗi bác cho em xin một tim, một like các bác ơi. Tích cực thả tim, thả like cho em Thủy đi. Em Thủy nói nhiều quá, đói hết, đói khan hết cả người luôn. Đây ạ, cây rất là đẹp nhá. Con này đẹp này. Mọi người nhìn con này đẹp không? Cành nó này. Con này dáng rất hay. Đây, con này dáng đẹp này. Em quay con này nhá, quay con này thật chậm nhá. Con này, cây này em thấy cây này là đẹp này. Cây này em thấy nó đẹp thì nó nạ nạ thì em sẽ quay cho mọi người kỹ một tí. Đó, đẹp chưa? Xuất sắc luôn nhỉ. Xuất sắc luôn. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 ạ. 0911451210 thôi em nhá. Ôi, em tắt livestream đây, đói lắm rồi. Nghỉ 5 phút. Nghỉ 5 phút rồi quay nhá. Đây là trà đã này. Úi giời ơi. Khế bonsai em bán 3.5 triệu một cây ạ. Khế bonsai em bán 3.5 triệu ạ. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Cái này em thấy đẹp nhất luôn trong mấy cây em vừa quay. 3.5 triệu nhá mọi người nhá. Em xin phép tắt livestream đây. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 cho em. Tạm biệt mọi người.